Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các phần của Unit 4 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Speaking rồi, phần luyện nói rồi. Cái kỹ năng nói cũng là một trong những cái kỹ năng rất rất là quan trọng các bạn. Và đặc biệt là các bạn nếu mà đi theo hướng tiếng Anh giao tiếp đó, thì cái kỹ năng nói thì đương nhiên rất cần rồi. Và nghe cũng vậy. Vậy thì phần lớn các học sinh của mình trong quá trình mình làm việc mười mấy, hai chục năm nay á, thì mình thấy là học sinh của mình á, là có thể ngữ pháp thì cũng có thể được, nhưng mà phần nói và phần nghe phần lớn là các bạn cũng bị vướng rất là nhiều. Và bản thân mình cũng đã cố gắng giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong cái việc cải thiện và tiến bộ rất nhiều cái kỹ năng nói. Bởi vì phần lớn các bạn là mất cái phương pháp, một bộ phận lớn các bạn là mất cái phương pháp luyện nói. Các bạn không biết cái cách bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, và các bạn cũng không biết cái trình tự đi của nó thế nào. Và các bạn sẽ đến một lúc nào đó các bạn nản. Và bản thân thầy 20 năm trước thầy cũng gặp cái trường hợp này, chứ không phải là cũng nói gì các bạn. 20 năm trước thầy học tiếng Anh cũng vậy, là những ngày đầu đó, lúc đó thầy cũng không có được những cái phương pháp mới, thầy cũng không có được tiếp xúc nhiều. Và học tiếng Anh thời đó cũng rất là nặng về là những cái kỹ năng khác. Chứ lồi hồi đó cái kỹ năng nói đã không có được đề cao, do đó là nói sai hết các bạn, nói nó không có đúng. Do đó là mình nghĩ trong quá trình mỗi cái phần mà mình hướng dẫn các bạn học á, liên quan đến kỹ năng nói á, là mình sẽ dừng lại rất là lâu. Những chỗ nào mà phiên âm khó thì mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện. Và sau này thậm chí quá trình mà mình cũng có thể ra những cái video về các cái ngữ âm đó các bạn, thì các cái phiên âm quốc tế đó, để các bạn xem các bạn hiểu được rồi á, thì sau này các bạn gặp bất cứ từ nào các bạn cũng có thể tra từ điển, các bạn biết được đọc nó, cách đọc nó, cách nói nó. Chứ bởi vì nếu chúng ta nói mà chúng ta không nói đúng với phiên âm quốc tế đó, thì cái người bản ngữ người ta nghe người ta không có hiểu, và lúc đó là mình cảm thấy rất là khó khăn trong việc giao tiếp. Thì khi đó nó làm cho chúng ta mất tự tin hẳn đi các bạn ha. Vậy thì trước hết thì trong cái phần nói này thì mình sẽ không có ghi ra từng cái phiên âm quốc tế, mà mình chỉ ghi tắt ở trên đầu này các bạn. Mình ghi tắt đó các bạn. Còn sau này mình sẽ có những cái video chuyên sâu, những video chuyên biệt nó, thì mình sẽ giúp các bạn hiểu được các cái phiên âm quốc tế đó. Rồi khi đó các bạn mở từ điển ra, các bạn gặp là các bạn biết được à, cái từ này cần phải phát âm như thế này, âm này phát âm như thế này, vân vân. Nhưng trong cái này là mình chỉ ghi ngắn ra, mình ghi tắt thôi các bạn nha. Rồi sau này sẽ có những video chuyên sâu, các bạn nhớ đăng ký kênh để các bạn đón nhận một số cái video chuyên sâu đó, thì các bạn sẽ biết được à, hoàn thiện cái kỹ năng của nói của các bạn nha. Nhớ. Rồi vậy thì các bạn xem cái phần này á, thì người ta đề nghị mình là làm việc theo những cặp, từng cặp á, và quyết định xem những cái hành động phía dưới đây. Đấy, tất cả những hành động phía dưới đây là hành động nào là hành động mang tính là tự nguyện, gọi là hành động là tình nguyện đó các bạn. Đó, vậy thì chúng ta phải xác định cái hành động nào nha. Thế thì bởi vì cái chỗ này là người ta cho 2, 4, 6, nhưng không phải 6 hành động này đều là hành động từ tình nguyện các bạn nha. Và các bạn xác định từng hành động rồi sau đó sẽ phát âm ra nói cho bạn mình nghe. Bởi vì đây là phần luyện nói cho nên cái việc nói là rất là quan trọng. Và những cái chữ khó mình đã ghi ở trên đầu với các bạn, cái phiên âm quốc tế dạng viết tắt các bạn nha. Mình nhắc lại là dạng viết tắt thôi. Sau này là mình sẽ ghi ra đầy đủ cho các bạn. Và thực ra trong quá trình mình làm việc với các bạn thì cũng có những cái chữ phiên âm mà mình sang các cái unit khác á, unit nhất là học kỳ 2 đó, mình ghi ra rất là rõ cho các bạn. Đối với cái phần nói với phần nghe, nhất là phần nói đó, là từ học kỳ 2 gần như là sang các video từ học kỳ 2, video chứ thứ 10, 11, 12 trở đi á, thì mình phiên âm ra rất là nhiều cho các bạn. Những video 9 cũng vậy, vân cái mà unit 9 cũng vậy, từ unit 9 trở đi á, là gần như là mình phiên âm cho các bạn rất là nhiều. Cho nên là các bạn đến học kỳ 2 các bạn sẽ thấy. Rồi, bây giờ thì các bạn xem những hành động nào ở dưới đây. Đầu tiên mình nói cái nghĩa của hành động trước nha. Rồi sau đó mình sẽ giúp các bạn phát âm. Cái hành động này là hành động gì? Tham gia vào này các bạn này. Cái việc tham gia vào là nhớ cả cái cụm từ này đi liền với nhau này các bạn nha. Đó, nhớ cho mình. Luôn đi liền với nhau là tham gia vào gì? À, một cái cuộc đi dã ngoại đi chơi. Đây không phải nha. Đây là không phải. Cạch chéo. Không phải là hành động mang tính tình nguyện đúng không nào? Rồi, giúp đỡ những người ở những vùng miền núi và xa xôi cách trở. Đúng rồi. Đây mới là hành động tình nguyện nè. Được chưa? Rồi, chăm sóc, tạo sự thoải mái và chăm sóc những người nghèo và những người ốm. Ok luôn, chắc chắn rồi. Đây là những cái hành động mang tính tình nguyện đó các bạn ha. Rồi, là đây cũng là tham gia này các bạn này. Đó, cái kia cũng tham gia, đây cũng tham gia này. Đó, đều đi với giới từ in này các bạn này.
Nhìn thấy chưa? Rồi, đây cũng là tham gia. Tham gia vào câu lạc bộ, một câu lạc bộ nói tiếng Anh. Tham gia vào một câu lạc bộ nói tiếng Anh. Cái này không phải. Đây không phải là hành động mang tính từ thiện vươn tình nguyện ha. Cung cấp giáo dục cho những đứa trẻ khuyết tật. Ok luôn. Đó, những đứa trẻ khuyết tật đó, không có khả năng phát triển nhiều á. Rồi, đây là ba hành động này. Hành động thứ tư là gì các bạn? Tham gia vào. Đó các bạn thấy chưa? Mỗi cái từ tham gia mà tham gia vào mà nó có ba cái từ đồng nghĩa luôn các bạn thấy chưa? Do đó cái kỹ năng từ vựng các bạn cố gắng hoàn thiện dần nhé. Để sau này mình thích dùng từ nào mình dùng. Tham gia giờ nào các bạn? Cái phong trào thứ bảy xanh. Phong trào thứ bảy xanh này thì đây cũng là một mang thành hoạt động mang tính từ thiện vươn tình nguyện đó các bạn. Bởi vì mình làm cho cộng đồng sạch sẽ nè, rồi gọn gàng nè, rồi diệt trừ bệnh tật này vân vân đó, là những cái phong trào đó thì nó mang tính từ thiện vươn mang tính từ tình nguyện là như vậy đó các bạn. Vậy thì có 4 hành động mang tính tự nguyện tình nguyện và 2 hành động này là hai hành động không phải. Rồi, và bây giờ mình hướng dẫn các bạn phát âm nha. Taking part in. Nhớ các bạn này. Hai cái chỗ này là phải đọc nối vào nhau này nha. Taking part in. In and vâng, taking part in này. Đọc nối chữ này luôn nè. Nếu mà các bạn đọc rời á nha. Thật ra chỗ này các bạn cũng đọc nối luôn nè. Bởi vì khi các bạn nói nhanh á thì khi cái người bạn ngữ nói nhanh người ta sẽ nói là taking part in an excursion. Đó, người ta sẽ nói như thế các bạn nha. Chứ người ta không nói chậm, còn nếu các bạn cứ từ từ nói chậm lên rồi sau này các bạn sẽ tự nói nhanh lên được. Taking part in an excursion. Excursion chứ không phải là dừng các bạn nha. Âm sinh này. Excursion. Rồi vậy thì bây giờ mình nói chậm từng chữ để các bạn phát âm cho đúng. Taking part in an excursion. Helping people in remote or mountainous areas. Đó, các bạn thấy chưa? Mountainous areas. Đó, các bạn nhớ. Rồi, giving care and comfort to the poor and the sick. Đó, các bạn nhớ những cái âm cuối mà mình nhấn mạnh cho các bạn đó. Participating. Đó. Participating in an English speaking club. Providing education for disadvantaged. Đó, khi người ta nói nhanh là cái bài các bạn nha. Disadvantaged. Đó, bạn nghe kỹ chưa? Disadvantaged. Nhấn âm này. Children. Ok. Joining the Green Saturday Movement. Nhớ cái âm này. Nhớ cái âm này nè. Các bạn, phần lớn các bạn đánh mất cái âm này nè các bạn nè. Movement. Joining the Green Saturday Movement. Đó, rồi. Như vậy là các bạn cũng đã luyện trong cái phần nói của cái bài tập số 1, cái task 1. Rồi, vậy thì nếu các bạn có vướng cái chỗ nào thì các bạn có thể hỏi. Nếu các bạn muốn qua sau cái video này, các bạn muốn mình làm cái video về phát âm á, về đọc các phiên âm quốc tế đó, hay là liên quan đến phát âm cũng được, thì các bạn có thể nhắn tin, các bạn có thể hỏi mình, các bạn có thể yêu cầu. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình ra những cái video đó. Bởi vì theo mình nghĩ cái video đó thì sớm muộn gì nó cũng rất là thiết thực cho các bạn. Sớm muộn gì các bạn cũng rất là cần thiết. Bởi vì nói gì thì nói, học tiếng Anh cái quan trọng, 4 kỹ năng đều quan trọng thì mình nói rồi. Nghe, nói, đọc, biết, viết thì các bạn biết rồi, đều quan trọng cả. Nhưng cái nghe và cái nói vẫn là cái đầu tiên các bạn ha. Đầu tiên phải nghe cho được đúng không nào? Những đứa trẻ sinh ra nó phải nghe tốt rồi mà 1 năm sau nó bắt đầu nó tập nói từng chữ một. Đó cũng giống như các bạn bây giờ chúng ta. Thì đương nhiên cái chỗ này nếu các bạn nào học giỏi nói rồi thì các bạn thông cảm cho mình nha. Nếu các bạn nào đã nói giỏi rồi, nghe giỏi rồi cũng hết sức thông cảm cho mình. Để mình đang nói chung ở cái số lượng chung các bạn còn lại đó. Rồi. Thì cái kỹ năng nghe nói là hai cái đầu tiên và rất là quan trọng, nền tảng như vậy. Cho nên mình sẽ cố gắng, nếu các bạn có nhu cầu thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình giúp các bạn ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh để các bạn đón nhận nhiều video hay các bạn nhé.
một việc làm của các bạn mang lại niềm vui rất là lớn cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.